Đoàn Lực miền quê Đông Bắc thân mến chào toàn thể các cụ, chào toàn thể quý vị khán giả nhé. Thì hôm nay nhằm ngày 10 Tết, miền quê Đông Bắc sẽ đến tại hồ câu thủy lợi Đèo Lai để tác nghiệp và ghi hình toàn cảnh buổi thi câu giao lưu nhằm ngày 10 Tết nhé, mừng xuân năm mới giữa các câu lạc bộ câu cá trên địa bàn. Mình qua video mình rất mong muốn là các cụ cùng theo dõi và hãy ủng hộ cho kênh miền quê Đông Bắc thực hiện những clip tiếp theo nhé. Tôi là con cá đầu tiên không cho lên vào giải, là anh em tự sướng đi. Mỗi người 50 thả vào, hay một ít thả vào đấy. Sướng đi, còn đừng ném vào giải, còn hay giải cái cá đầu nhất. Nào, vào cả giải nhất cũng được. Đúng không? Đấy còn 20 mà tổng luôn đi. Tổng thể thì nó cũng là 800 đi. Đấy chuyện đó. Đấy bây giờ tùy. Xem đếm danh sách con rồi. 13 người thôi. Nói luôn không bốc, nói luôn. Bây giờ các cụ đây nhá, trong 16 vé đây, các cụ bốc lấy. Mùi số đẹp này. Trời ơi, số đẹp nào. Số của trời. À, chứ, để họ ngồi trước cho đọc tiếp chứ. Cái gì đấy? Bắt tay của các cụ cái. Không cần phải tranh nhau, ai cũng có phần. Ai cũng có phần nào. Anh Hùng sáng nay bốc thứ đổi à. Ok. Vẫn chú rồi. Một chỗ nào đây? Tao với mày ai bốc? Một ở đâu? Đây một đánh ngược kìa lên. 10 ở đâu? Ôi nhiệt. Ông Đào lúc nào ông bốc được số 1 rồi đó. 10 ở đâu? 10 trong kia hả? 10 trong nào đây? 13 ở đâu? Rồi, số 1 ở trên này. Không phải, cái bên này nó thấm sáng rồi. Chết cha rồi, số 7 với số 8 thì chắc đánh nhau. Đâu, chú hôm nay bốc phải ổ đẹp nhất rồi. Ổ cá. Số 10... Đấy, cứ gần ông Hùng này. Số 10 bên này góc tre, số 10 bên này góc tre. Gần ông Hùng ấy. Số 11. Đấy, sau khi các cụ đã bốc số rồi, anh em sẽ đi ra cần nhé. Để tính giờ cho đảm bảo thời gian. Đây như Duyên đây, đúng cầu được ước thấy đây, chỗ ông thích nhất đây. Đã từng nổ trục đứt linh các kiểu đây rồi, để xem hôm nay có gì mới không nhá. Anh em đang ra cần để mà dò ổ, chưa đổ mồi đã có hàng rồi nhá. Hôm nay buổi thi hôm nay chắc chắn là phải cực kỳ hấp dẫn luôn. Lấy ổ đã vào hàng. Lấy ổ đã vào hàng, chép à? Đen rồi. Đây nha anh em, chưa đang dò ổ chưa đổ mồi đã vào hàng nhá. Cần thủ ùn cá chép đến từ Hà Nội. Ở lôi cầm cái vợt như thế chú. Sáu thế nào tính ra đều đầu bảy hết mà. Chỗ đấy luôn, đang định đánh luôn chỗ đấy mà. Thì đã ăn rồi. Đang dò cái lục vớ vẩn này mà. Cảm ơn chủ hồ nhá. Làm con cá phải ăn đã cho nó sướng. Đây anh em vẫn đang ra, các cần thủ đang ra cần rồi, chẳng qua các đồng chí này là dò con cá chắc là nó vào đấy ăn rồi, dí vào trứng luôn. Ủa số ngược của hôm nay bên chị bên kia là thuộc về ai đây à chú Hùng? Về ông Tín, Hoàng Tín. À tốt rồi, Hoàng Tín. Ủa chú Hùng đây, chú Hồ đây, chú Hùng đây. Bây giờ bắt đầu ra thả mồi. Chưa thả mà cá đã vừa mất hình cái rồi mà chưa được tính giờ. Đây vị trí câu nói chung là rực rỡ luôn. Đây vạt này, ồ nó cũng đẹp. Đen chưa gì đã thử lặn lên. Đây ổ của chú Hồ bây giờ bắt đầu là mới đổ mồi nhá mọi người nhá. Đấy đổ ngay cách phao rồi ok rồi tốt đấy. Cần thủ Duyên mới đét kìa, đang lên hàng. Mình dồn hơi xa quá nhỉ, liệu còn chạy sang kia con kia không nhỉ? Chạy sang kia chứ. Rất tiếc không phải sách đỏ anh em ạ. Không phải sách đỏ rồi. Vào đấy. Cá bé rồi.
Đóng rồi nhưng mà cá bé có vẻ cá bé. Đuổi được nó đi. Cá bé rồi. Như kiểu cá rô, rô, rô. Ngốc. Đấy. Chép đâu, chú Phi. Thấy tẩy tạt sang bên này ạ. Tẩy tạt sang bên chỗ vùng rồi. Không, chứ chắc đâu. Tiếc cho cái ổ số 15 bên kia kìa. Vào cá to nhưng mà bò nó. Chạy bơm đấy. Nó lên phây đâu. Chép. Mẹ. Tiếp theo cái ổ 15, ổ 15 bên kia kìa. Vừa mắc cây luôn. Đấy mẹ thì cũng phải giật lên chứ. Đâu lý do gì. Chắc chắn chép luôn. Hả? Chép, anh yên tâm chép. Chép. Có giải rồi. Có giải rồi. Đen rồi. Đen rồi. Đen. Ui giời ơi, con này phải đầu 8. Này, 10 cân. Ôi, xin lỗi nhá. Đu. Ôi, đen. Mẹ con này đúng cá cú luôn. Thôi hai con. Con này đúng cá cú ấy. Tiếp tục là mè nhé anh em. Xa con. Con này cũng thủng. Con này cũng thủng bụng luôn. Con này đúng cá cú luôn này. Mẹ nâu này. Thủng bụng. Đúng cá cú. Bên kia sốt ruột đấy. Ôi thủng ruột thật. Ổ số 9. Đâu nhỉ, số 8 chứ. 7, 8, ổ số 8, anh 9 nhá. Đến từ đèo ngòm. Đây là con cá đầu tiên gọi là có sách để mà cân giải đấy. Rồi ok, đây. Vào đuôi. Thấy trắng lắm. Thấy trắng lắm á. Làm gì? Mè đấy, mè hoa sao ấy. To lắm, mẹ nó đến yến đấy. Nhìn cái bản to lắm, nhìn vàng vàng mà. Quay đi. Con đầu tiên của giải nhá anh em nhá. Chép rồi. Không, chép chứ mẹ làm gì từ lúc nãy 73 phát trở lên rồi. Đấy, ngon rồi. Mẹ, con mẹ này to thế cơ. Mẹ ăn ốc. Ô con mẹ to. Chấm trắng, chúc mừng ơi. Chấm trắng to. Ui rồi con trắng. Vào sườn. Bảy. Anh ơi, trận đầu anh ơi. Ngon rồi, giải nhất nhân nhật đây rồi. Ôi, sao pha vợt đi vào lòng người thế? Đưa vợt lại. Con trắng đầu 7 nha anh em nhé, ngon rồi. Trắng. Ai bỏ làm gì có mày. Nó lại ngang. Cứ bình tĩnh. Con khỏe lắm. Con muốn lưới đánh vào. Đóng sâu rồi, bình tĩnh. Con mẹ, con chấm trắng. Trắng, con chấm trắng ngon. Đấy chưa Khánh ơi. Ủa? Vãi, sao pha vợt, hai pha vợt đi vào lòng người đấy. Xuống vợt xuống dưới, vợt xuống dưới. Rồi, được rồi. Rồi. Ôi thôi, vào vợt rồi. Con chấm trắng, 8 cân. 8 cân. 8 cân, 8 cân, 8 cân. Không, con này phải đầu 9. 8 cân thôi. 8 cân. Má lên trên kia đi. Con chấm trắng, dài nhất ở đây rồi. 8 cân, chắc chắn là phải có 8 cân. Con này á, 8 cân là ăn chắc thừa luôn. 8 cân. Con này ăn đất không đen rồi. 8 cân. Ôi điếu là đây, đi ăn ốc kìa. Mày ngu thế. Vào xem thôi, được ăn đâu. Không ở dưới đâu, không ở dưới đâu, còn đây mà dưới gì nữa. Mày vào mày không hớt làm gì? Đây này, cái chân mình to như con chân trâu này còn không nổi bằng cái đầu. Con này 9 cân. Không được 9 á. Con này khẳng định là không được 9, nhưng mà nó phải có 8. Còn có 8. Đâu Khánh bê cái để Khánh bê cái nào. Bế lên. Rồi, từ từ nhá, để cắt cái hình để lấy em cái hình để từ đó. Từ đó.
và những nước rút cuối cùng còn lại nhé. Bà Bảy, có quyết định là giật để lấy giải không ạ? Chắc chắn là không rồi. Đây là ổ chủ hồ nhé. 14 phát giật mà. Một lần đứt trục, hai lần bong, không biết là chiều có gì không đây. Đây anh em vẫn đang, nói chung là hy vọng thì tất cả mọi thứ là đang phao đi. Một ngày rất đẹp luôn, thời tiết nắng đẹp. Trời ơi, trời ơi, làm gì có tác phẩm mà nó đấy, nhìn đầu cần đã sướng rồi. Có giải nhá, giải nhất rồi. Có giải. Đen khủng nhá. Ôi, đen rồi, đen rồi. Chép. Có giải, như là có cơ cấu rồi. Có cơ cấu rồi. Còi cũng, còi cũng có cơ cấu rồi. Tốt. Chúc mừng. Chúc mừng. Cần thủ Tuấn hay Hải đấy, bây giờ thiếu ơi, bây giờ giới thiệu ai? Phát này là không thèm nhìn gì nữa. Không nhìn thì cũng vẫn có cơ cấu này. Có to hơn của ông Đào á? Ừ. Mình đã xem rồi á, ấy đè nó xuống. Em bị xiên tay em giấm kinh lắm. Nhưng mà đá đấy. Đấy thôi mẹ rách tay. Rách tay. Thế là đá đi xem của con của người ta rồi. Ủa, con này to đấy. Con to đấy. Con này nó từ nãy nó nhún nhảy từ sáng giờ đấy. Cần thử Tuấn ai bảo vừa đâu đúng không? Đá thiu thiu. Gạo vừa mới ra ngon quá. Cố lên, cố lấy giải nhất. Làm mình bực lắm. Ồ, đến giờ phút này là cơ cấu rồi. Hải nha mẹ, kiểu gì mẹ anh cũng mẹ tha đâu. Đến giờ phút này cơ cấu rồi, không bàn đè nó xuống tí mà nó gấp. Giữ nó. Ơi, nhìn. Xích đây nhá. Con này có bó xích không đấy? Hỡi, nói nào, con này trên 2 cân đấy. Đâu rồi, ông Thiệp. Tầm 2 cân 2. Chúc mừng Cần Thủ Tuấn, từ sáng giờ vụt cháy hết lông nách rồi. Bây giờ còn không biết đường nào mà đếm rồi. Đấy. Đúng rồi, vừa đến giám cảnh ấy. Cần Thủ Hải lại tiếp tục hết súc phá súc đi vượt lòng người, bây giờ lại bắt đầu. Bây giờ bắt đầu phá nối cá đi vào lòng người. Đấy, tức là ổ số bao nhiêu nhỉ? Ổ số 10. Ổ số 10 đang nổ đây. Con này đã chép đây cực nhẹ luôn. Nhẹ lắm anh ạ. Đâu vừa nhìn thấy dịn quá, ông đã làm rồi còn nhẹ gì nữa, đã kịp sâu đâu mà. Cá thủ rồi. Đâu con này siêu được không? Được. Nếu mà anh tính là to hơn kia phải bổ 2 lạng. Thế cơ? Vậy cho. Thì cái to hơn 2 lạng là chết. 2 lạng cái gì? 2 gram nó còn. 2 gram còn đang được không? Yeah. Anh xong anh ra anh dơ lên để chụp ảnh mất. Ừ, chụp đi. Bài cơ cấu giải phải có ảnh. Trời ơi. Ông Thiệp ơi, lực chưa đi tăng nghiệp mà hôm nay đói view như thế cơ. Nói thật mới được của đồng chí Chín kia thôi. Tham lét thế nhỉ. Thôi tốt rồi, có cơ cấu tốt. Đến giờ phút này có cơ cấu tốt rồi. Anh Hùng đắp sốt ruột rồi. Anh Hùng xong sốt ruột. Quá sốt ruột đấy. Hùng thì ùn cá chép cũng đã có thành quả. Ồ lồ, chói quá. Chói, quá có người cạnh tranh rồi. Mượn vớt đi, mượn vớt đi. Khán giả đông quá mà. Ồ lồ, chói nắng quá mọi người. Chói nắng quá. Đây cuối cùng thì ùn cá chép cũng phải có như thế chứ. Ngồi mãi rồi thì cũng phải. Ở lô chói nắng thế. Nắng quá. Đèn tắt nắng rồi. Đèn. Chó nắng quá. Ùn cá chép vào bao nhiêu chấp hết à? Ở đâu đứng bên này ấy lắm ùn ạ. Chói lắm, chói nhìn. Biết rồi nhưng mà chói lắm, nhìn thấy mày đâu cơ. Đèn. Nhất rồi, không phải nhìn nữa. Đèn. Lôi, sao pha súc đi vào lòng người thế, cái vợt bé đấy. Vào rồi.
Ủa cái rồi. Con này mà 8 cân. Ơ, kiểm tra cái con kia cái xem có bị bong không. Ôi thôi mẹ, con này tranh với con kia rồi. Con này tranh với con kia thật rồi. Chú nhìn nội táo nhá, trên đầu con này không bị sứt nhá. Ôi, tranh rồi, tranh rồi. Ùn cá chép bao nhiêu chép hết. Nó lượn đây mấy vòng rồi. Vào đây chép hết à ùn. Này mày không nghe mày nhá, không có anh mày nhá. Ai già. Chép hết rồi á. Mày nhá. Thầy cáo đấy. Có nhi ngút cả. Thầy coi như là em chỉ có mưa. Rồi. Thầy cũng đàng hoàng đấy. Gáp ra đấy, gáp ra đấy. Thôi, đại diện Phúc Sơn. Chúc mừng. Mở hắn câu vô. Mẹ mở mẹ ảo thưởng hơi câu thật. Ùn cá chép bao nhiêu chép hết. Đón thay mà nó. Mới của ô, Duyên ơi mà về đây đón thầy đi Duyên ơi. Duyên ơi về đây đón thầy đi. Đến từ Hà Nội nhá các cụ nhá. Cần thủ. Con này phải 8 cân. Cần thủ nộp lốp cho định công. Hôm nay sẽ gỡ lại này. Hôm nay sẽ gỡ lại quả lốp. Quả nộp kia Mo Linh là hôm nay đang gỡ lại. Chính thức. Con kia không ăn lại được con này. Ô bây giờ gió to lên. Nhưng mà anh hái tí không? Gió to lên. Con kia vẫn hơn. Con kia à? Con đón thầy đi không? Con kia to hơn. Đón thầy không? Anh xách đi. Ê ê ê. Ấy à. Kêu ok. Con này lên. Hai con đen nhá, cần thủ này là sáng ra là đổ mồi này, trưa ấy đã quật vào con kia rồi kia kìa. Kia lấy cái cân cho em anh lực ạ. Hả? Có. Em cân thử. Con đang tuột thật rồi. Con tuột đâu. Xem xích nhá, con đầu tiên kia là không được tính này nên là không thì ông này nhất cũng vẫn về nhất rồi đây này. Con đầu tiên kia là vừa mới lôi nhá là nó đã vào rồi kia kìa. Còn con này mới là con cơ cấu giải này. Con kia là vừa lôi cần chỉnh phao nó lên rồi đây. Ùn cá chép. Cần thủ đến từ Hà Nội, chất men. Chấp hết rồi, lần này chấp hết thật. Con kia móc vào lưng này. Móc đâu cái xích mà. Con nó thở đây mấy phát rồi. Rách kìa. Con kia là đúng cái lưỡi lúc nãy anh bập vào. Anh Hải có cảm nghĩ gì không? Không nói gì. Con nói gì? Không nói nên lời đúng không? Rồi ok rồi, nói cho anh nhau. Vẫn còn cơ hội, à đâu còn hai người kia tranh nhau mà, làm gì còn nữa. Buộc chặt kéo nhé các cụ ơi. Úi dồi ôi, ùn cá chép. Ùn cá chép. Thế mà phải chúc mừng như thầy, không phải có thuyền. Kìa, ông kia bây giờ còn định quăng lấy cứ cơ ùn ạ. Ùn ơi, ông thầy kia định quăng lấy cứ cho kìa. Ác. Chết rồi. Không có thầy ta đố cho mày làm đến. Đúng rồi. Đây nha các cụ nhá. Cũng có lý do để mà tâm linh phết đây này. Em vừa nhìn thấy khói bốc lên từ cái chỗ này không biết là làm cái gì đấy. Ừ, có thịt này. Cắm đũa đấy. Có thịt, có hoa, có quả, có nước. Nhưng cái khói chỗ này là cái gì đấy? Đây hương đuổi muối không phải hương cúng đâu. Hương ấy. Thế là từ nãy là vãi như thế rồi á? Ờ, vãi từ nãy. Thế mới lên, ôi trời ơi. Đấy nhỉ. Cúng xong đây. Cá mực cũng xong khuyến luôn. Ồ, thế chứ rồi, cái này chắc cái này cũng có cái này nguy hiểm ở cái chỗ này đây này. Ôi trời ơi, đây thầy. Ây da, đấy chính tỏ là cũng nguy hiểm thật nhỉ. Thầy chưa ngắt lời kia nó lên hàng rồi. Đây cụ Đào vừa giật mà nghe nó nổ trục kìa. Nổ trục để kéo mình zoom lại nhé, xem không. Sao rồi, bây giờ có thấy gì nữa không? Đứt dài lắm. Đứt dài lắm á. Ôi, thế hỏng rồi. Thế chìm phao làm sao mà thấy nữa. Đứt rồi, thế là khó kiếm giải rồi. Ông được một con này mà. Đùi, đứt trục rồi. Hôm nay giải hôm nay rất vui luôn, tuy là không hấp dẫn lắm nhưng mà tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, vừa đồng hồ đã nhảy sang 17 giờ 0 phút và đã thời điểm thi câu trong buổi thi hôm nay đã hết giờ chính thức, mọi người đang thu cần nhé. Và sau đây mình sẽ trực tiếp đưa con cá hàng ở phía vạt trong này về bên kia để chính thức đọ sức lên bàn cân. T
tính từng gen luôn nhé các cụ nhé, tại vì hai con cá thì nhận được rất sự phản hồi của nhiều quý vị. Thì chắc rằng là sẽ có điều kỳ diệu ở trong đấy, mong rằng là có hai con giải ba thì cũng phải tranh, mà hai con giải nhất nhì cũng phải tranh. Đây thì chắc rằng là một cái giải đầu xuân như vậy thì rất là các cụ nào có lộc thì đã biết rồi, mà hôm nay thì cá tỷ lệ đi ăn thì nó ít hơn mọi ngày các cụ nhé, nên là chắc chắn là sẽ lên bàn cân thì mình sẽ nó công bằng hơn đúng không quý vị. Nên là nhìn con cá thì không thể đoán được là số lượng nó như thế nào, còn một con kia đã cân rồi, nhưng mà con này thì mình đoán có thể là kẻ tám lạng thì không phải nửa cân đâu, mọi người một cân luôn đấy. Anh em cùng theo dõi nhé. Đây là một trong những cơ cấu nhé, để mang ra ngoài để lên bàn cân nhé các cụ. Tại vì là cá chép thôi, còn con đen kia và con trắng ở ô của anh Chín đèo ngòm kia thì sẽ lên một bàn cân để đo giải nhất và nhì. Còn con này vào chỗ ông Đỗ Đào kia sẽ cân để mà lấy một cái giải ba hôm nay. Còn chắc chắn là giải về con cá to, hoặc là nó sẽ về hai con là nhất nhì rồi, hai con cổ nhất luôn. Cổ nhất tại vì hai con này thì cũng chưa biết được về cái độ cái cấn nó, tí nữa lát sẽ ra đoàn bạt cân nhá. Là giải con cá to và cái con cá của người nhất chắc chắn là sẽ về một khuôn rồi. Điều đấy là không thắc mắc rồi. Bây giờ anh em sẽ ra cùng bên kia để review về cái đoạn cân cá và trao giải nhé. Mọi người đừng rời khỏi màn hình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong cái mùa giải năm nay nhé, đầu năm nhé. 5 cân rưỡi. Con đen 5 cân rưỡi là không phải ba đâu. Con kia 6 cân 3 thì hơn. Đấy nhá, con đen vừa rồi là có 5 cân rưỡi thôi. Bây giờ sẽ cân con trắng. Cân con trắng. Trên là xem con này nè. 5 cân rưỡi hết. Đấy. Đấy, cùng một cứ hết luôn. Cùng một cứ thôi, cùng một cứ. Đây con hàng đấy. Đây con hàng đấy. Đây, mọi người nhìn con đấy khác hẳn luôn. Mọi người nhìn được khác luôn. Đấy. Chưa được 6 cân kìa. Nhưng mà cũng vẫn hơn sơn. Hơn sơn. Ồ, mà lại 6 cân 2 bây giảm đi. 6 cân 2 buộc đi nó giảm luôn. May đâu giảm ít đấy. Giảm ít đấy, giảm nhiều là cũng hỏng đấy. Vẫn là giải nhất. Thôi, vẫn là giải nhất thôi anh Chín rồi. Hai con chép đâu nhỉ? Hai chép mang về sơn cựa cái. Đây đang dắt cá về để tranh giải ba đây. Ông Đào to hơn ông Đào ơi. Ông Đào xem để ông Đỗ Đào đợt này thế nào rồi. Tránh. Ừ, xin mời lên bàn cân để trọng tài làm việc rồi. Cân đấy nhá. Mẹ cân đấy mẹ ạ, con mẹ đấy. Không cứ gỡ xích ra làm đàng hoàng, mình bây giờ có vội đâu, lúc chia tiền thì không vội. Lúc chia tiền thì không vội đâu. Anh em để tổ trọng tài làm việc đang hẳn hoi rồi. Con nhảy. Chính xác đấy nhá, số cân là 2 cân 2. 2 cân 2. 2 cân 2. Rồi con kia bé hơn thật. Đặt vào đây cứ đặt thử ra, cứ đặt thử đi chú ơi. 2 cân 9. Con 9 con này thua. Con này thua, giải 3 đã thuộc về đội ông Hải rồi. Như vậy là đã rõ ràng nhé, kết quả không cần phải bàn cái nữa rồi. Đã cân đàng hoàng rồi. Đâu anh Hùng cho con cá khủng lên cái. Bây giờ xem để xem con cá này là bao nhiêu nào. Im 5 cân. Ôi trời ơi, 1 cân không ạ. Đấy nha, như vậy là những cái lá cờ danh dự đây đã có chủ hết rồi nhá. Những cái lá cờ danh dự có chủ thế bây giờ là sẽ nhờ đại diện để trao giải cho các cụ nhá. Đây là những gương mặt trong cái mùa giải này nhá quý vị nhá. Đấy, có 3 vị trí. Chào các cụ nhá, hôm nay Hồ Đèo Lai đã tổ chức trong ngày mùng 10 tháng riêng. Ô, đóng cá rồi, đóng cá rồi, kìa kìa kìa. Tìm được 3 chủ nhân. Hết giờ thôi. Một chủ nhân đến từ câu lạc bộ của Chim Hóa. Và một chủ nhân đến từ câu lạc bộ của Chim Hóa hết. Hồ Đèo Lai Phúc Sơn nhá. Hôm nay đã chọn được ra 3 cụ. Thì bây giờ thứ nhất là nhà Hồ xin cảm ơn các cụ đã vào giao lưu trong Hồ Đèo Lai. Đâu dũng cầm cho anh để anh đi trao. Cầm như này nhé. Kệ nó đang quay. Cụ được nhận giải ba đó là cụ Hải đến từ Đỗ Hải Chiêm Hóa. Đây ạ. Anh ở đây. Giải ba. Đấy cầm hết ba cái phong bì đấy. Phong bì luôn, phong bì luôn. Giải ba và 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. Vâng, để quay. Ê, người ta giữ cờ người ta phải như thế này. Đến là Bùi Tuấn Anh. Nhận cờ cũng quen rồi. Câu lạc bộ Hồ Đèo Lai. Được giải nhì. Cờ lưu niệm và 3 triệu đồng. 3 triệu đồng. Và sau đây là cụ 9 đến từ xã Vinh Quang của câu lạc bộ đam mê câu cá của huyện Chiêm Hóa đã được 2 giải ấn tượng. Con cá to nhất. Con cá to nhất 800.000 và giải nhất 6 triệu. Giải nhất 6 triệu đồng. Đấy ạ. Thì chúc các cụ gặt hái đấy rồi đấy. Giải thế. Giờ đấy anh em anh nhỉ. Rồi, nhất trí.
quay khán giả đi. Khán giả vỗ tay đâu. Rất nhiều khán giả, rất đông. Rất đông ạ. Rồi, giải nhất đã đứng lại để phỏng vấn anh nhỉ? Hôm nay mình có sử dụng mồi thính của đơn vị nào không nhỉ? Mình sử dụng thính của Gia Linh. Thính Gia Linh số 04 ạ. Vậy xin mời chính mồi cụ nhé, một cái bắt tay để gặt hái nhiều thành công hơn cụ nhé. Như vậy là mồi Gia Linh hôm nay đã phát huy tại Hồ Đèo Lá nhé cụ nhé. Đã có hàng lớn và được giải rất là lớn luôn. Vâng, xin mời quý vị có thể theo dõi tại kênh Kiều Đà Bắc nha. Mình cảm ơn Trần Trống nhiều và video được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.